Hello, xin chào các bạn Thỉnh thoảng thì mình lại nhận được comment yêu cầu làm ván cờ giữa các chess engine với nhau Nhiều bạn còn bảo làm cả Alpha Zero Elo 4000 với cả Stockfish 16 Thì xin thưa với các bạn, Alpha Zero đã ngừng phát triển từ lâu rồi Nên tất cả các video gần đây mà nói Alpha Zero Elo 4000 đều là nói láo hết Hiện nay chưa có một chess engine nào có Elo đạt được mức 4000 cả các bạn có thể vào trang ccrlchatdom.com để kiểm tra. CCRL là viết tắt của Computer Chess Red List. Ở đây các bạn có thể thấy với thời gian là 15 phút, Stockfish 14 vẫn là bá chủ với elo cao nhất là 3532. Theo sau đó là dòng Komodo với elo 3527. Ở thể loại cờ chớp 2 phút cộng 1 giây cho mỗi nước đi thì Stockfish 15 đang là bá chủ với elo cao nhất là 3745. Theo sát nút là dòng Komodo Velo 3725. Lê La Chet Rezo chỉ đứng thứ tư Velo là 3673. Còn ở thể loại cờ chớp 2 phút mà không cộng dây thì Stockfish 10 năm vẫn là bá chủ Velo lên đến 3929. Theo sát nút là dòng Komodo Velo là 3911. Như vậy có thể thấy hiện nay chưa có một chess engine nào có mức Elo đạt đến 4.000 và cũng chưa có Stockfish 16 cho nên tất cả các video làm về Stockfish 16 đều là xàm xí hết. Thông tin trên mạng bây giờ thì tả phế lủ, thượng vàng, hạ cám, cái gì cũng có. Các bạn khi xem tin tức trên mạng thì cần có sự chọn lọc để biết là cái gì đúng, cái gì fake nhá. Ok, tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo cầu. Hôm nay mời các bạn đến với trận chung kết Top Chess Engine mùa thứ 21 giữa hai siêu phần mềm Lila Chess Zero và Stockfish 14 hai siêu phần mềm sẽ đánh tổng cộng 100 ván cờ để tìm ra nhà vô địch. Và ván cờ mà mình giới thiệu đến các bạn hôm nay là ván cờ thứ 85. Đây cũng là video mình làm theo cầu của bạn Ludwig Grid. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Lela Chess Zero được cầm quân trắng đi trước. Nó mở màn bằng khai cuộc Anh với nước tốt C4. Stockfish 14 cũng đáp trả bằng nước tốt C5, hình thành khai cuộc Anh đối xứng. Tiếp theo, Trắng đi tốt g3 mở đường cho tượng lên g2 kiểm soát đường chéo lớn. Đen cũng đi tốt g6 mở đường cho tượng lên g7. Và đúng như kế hoạch thì trắng lên tượng g2, đen lên tượng g7. Trắng phát triển mã c3, đen phát triển mã c6. Hai bên vẫn dàn quân cực kỳ là đối xứng. Trắng để tốt a3 ngăn mã đen nhảy tiếp lên b4. Đen để tốt e6 ngăn mã trắng nhảy lên d5. Trắng đẩy tốt B4, tấn công tốt đen C5 và thí tốt. Khả năng trắng tính toán rằng nếu mà tốt đen ăn tốt trắng thì tốt trắng ăn lại tốt đen. Mã đen mà ăn tiếp tốt trắng thì trắng sẽ phi tượng lên A3, tấn công mã đen và ngăn vua đen nhập thành. Lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì Stockfish đã có nước đi làm cho Le chết Rizzo bất ngờ, đó là thí mã ăn tốt đen và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài trắng không còn phương án nào tốt hơn đành phải lấy tốt ăn lại mã đen tốt đen là tiếp tốt trắng và tấn công mã trắng giờ thì trắng một là mất mã hai là mất xe ở đây trắng nên để tốt d4 và chấp nhận mất lại mã tốt đen ăn mã trắng thì trắng để tốt e3 củng cố vững chắc cho tốt d4 sau đó phát triển tiếp mã lên e2 là sẽ bắt lại được tốt đen Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì trắng lại nhảy mã lên b5, chấp nhận mất xe chứ không chịu mất mã. Và đây là một nước đi sai lầm. Chấp lấy sai lầm này, tượng đen ăn xe trắng, thơm, giòn, béo ngậy. Trắng phát triển mã f3, chuẩn bị nhập thành. Đen sau khi sơi được quân xe của trắng thì nhanh chóng lùi tượng về f6 cho an toàn. Trắng nhảy mã vào d6 chiếu và biến thành mã bạch tuộc. Đen chạy vua f8 và bị mất quyền nhập thành. Trắng đẩy tiếp tục xuống C5 Bảo kê vững chắc cho mã D6 Đen để tốt A5 Bảo vệ tốt B4 Tạo thành cặp tốt thông cực mạnh phía cánh hậu Trắng để tốt D4 Chiếm lĩnh trung tâm Phong tỏa sức mạnh của tượng đen trên đường chéo lớn Đen lùi tượng vệ E7 Tấn công quân mã bạch tổ của trắng Trắng nhập thành Đen cũng lên vua G7 nhập thành nhân tạo Trắng phát triển tượng B2 Kiểm soát đường treo lớn Dọa nước sau chiếu mở đen đẩy tiếp tốt A4, nước sau sẽ tiến tiếp xuống A3 tấn công tượng trắng. Trắng đẩy tốt G4, sau đó sẽ đẩy tốt chiếu mở. Đen mà đưa quân nào lên F6 cản chiếu là trắng sẽ đẩy tiếp tốt lên G5 ngay. Ở đây thì đen có thể đẩy ngay tốt xuống A3 tấn công tượng trắng. Nhưng mà thực tế thì đen lựa chọn đẩy tốt F6 chặn trước nước chiếu mở của trắng. Trắng lùi mã về D2 chuẩn bị nhảy tiếp lên C4 hoặc là E4 để yểm trợ cho mã D6. Đen vẫn chưa vội đẩy tiếp tốt xuống A3 tấn công tượng trắng, mà lại đẩy tốt H6 để ngăn tốt trắng G5. Trắng liền đẩy tốt F4, làm bàn đạp đẩy tiếp tốt G5. Tiếp theo thì đen đến đổi tượng lấy mã của trắng, tiêu diệt ngay quân mã bạch tuộc nguy hiểm. Tốt trắng ăn lại tượng đen thì đen lên hậu B6 tấn công lại tốt trắng D6 và ghim tốt trắng D4 sau đó có thể đẩy tiếp tốt A3 tấn công tượng trắng. Lợi thế sẽ nghiêng về đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen lại lựa chọn phương án có phần yếu hơn là lên xe A6 tháo ghim cho tốt B7 và kết hợp cùng tượng tấn công quân mã bạch tổ của trắng. Trắng ngay lập tức nhảy tiếp quân mã còn lại lên E4 chiếm lĩnh trung tâm và liên kết song mã. Tốt đen B7 đã được tháo ghim. Đen để tốt B6 gạ đổi tốt nhằm tiêu diệt quân tốt đang bảo vệ mã bạch tuộc của trắng. Trắng đương nhiên sẽ không ăn tốt đen mà lựa chọn đẩy tốt H4 tiếp tục dồn lực để đẩy tốt lên G5. Đen thì vẫn chưa đẩy tốt xuống A3 mà lựa chọn lên xe H7 để tránh đường tấn công của tượng trắng trên đường chéo lớn. Trắng cũng chưa vội đẩy tiếp tốt G5 mà lùi trước tượng về A1 tránh tốt đen A3 tấn công. Nên chạy vua về F8 tránh đường tấn công của tượng trắng trắng qua hậu B1 tấn công tốt đen B4 và rình tấn công tốt đen G6. Đen đẩy tiếp tục xuống B3 tiến thêm một bước trên con đường phong cấp. Do vua đen và xe đen đã tránh hết khỏi đường treo lớn cho nên trắng không đẩy tốt G5 nữa mà đẩy tốt H5 gạ đổi tốt. Nếu tốt đen ăn tốt trắng thì trắng sẽ nhảy mã lên G5 cùng lúc cả hậu và mã tấn công xe đen. Đến chạy xe G7 thì mã trắng H7 chiếu đen chỉ có nước duy nhất là phải lấy xe ăn mã trắng. Hậu trắng ăn xe đen, dọa qua F7 chiếu hết. Đen sẽ phải đổi tượng lấy quân mã bạch tuộc của trắng. Trắng sau đó đẩy tiếp tục G5 công phá phía cánh vùa của đen thì lợi thế sẽ nghiêm về trắng. Do đó ở ván cờ thực tế, đen đương nhiên không dạy gì đổi tốt với trắng. Mà chạy trước xe sang G7 bảo vệ tốt G6 đồng thời tránh đường tấn công của hậu trắng. Trắng cũng không ăn tốt đen mà đẩy tiếp tốt xuống g5 và thí tốt h5. Đen lấy tốt ăn ngay quân tốt thí này. Trắng đẩy tiếp tốt d5, thí tốt. Nếu tốt đen ăn tốt trắng và tấn công mã trắng thì mã trắng sẽ ăn tốt f6, gạ đổi mã. Mã đen ăn mã trắng, tốt trắng ăn lại mã đen, tấn công đôi xe và tượng đen. Tượng đen ăn tiếp tốt trắng, gạ đổi tượng thì trắng sẽ phi hậu lên f5, ghim và bắt chết tượng đen. Do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám ăn tốt trắng Mà đi xe A5 tấn công tốt trắng C5 Mã trắng ăn tượng đen Hậu đen ăn lại mã trắng và bị đánh lạc hướng Không thể kết hợp cùng tượng để bảo vệ tốt F6 Ở đây tốt trắng G5 ăn ngay tốt đen F6 cũng được Nhưng mà trắng lựa chọn đẩy tiếp tốt xuống D6 tấn công tượng đen Đen chạy tượng về E8 Giờ thì tốt trắng mẹ ăn tốt đen F6 và tấn công xe đen Đen chạy xe sang F7 Kết hợp với mã và tượng tấn công lại tô trắng. Trắng dịch vua sang H1 tránh khỏi cột mở G. Nước sau thì cũng thể bình xe G1 kiểm soát cột mở G. Dân minh bất thi linh, xe đen ăn tô trắng. What? Và máy tính tiếp tục đánh giá. Đây là nước đi thai tiền. Thai tiền cũng phải chết. Mã trắng ăn xe đen. Tô đen ăn lại mã trắng và hết bị tô trồng. Xét về lực lượng bây giờ thì ngang nhau Nhưng mà đen hơn trắng đến 3 tốt Mà lại là còn 3 tốt thông cực mạnh phía cánh hậu nữa Chuyển lợi thế lớn đang nghiêng về đen Trắng đẩy tốt E4 Chuẩn bị đẩy tiếp lên E5 Liên kết các tốt và nhốt chặt mã đen trong góc bàn cờ Ở đây thì đen có thể lấy mã ăn luôn tốt trắng F6 Sau đó nhảy tiếp lên G4 Nhưng mà có lẽ đen không cần quân mã này phải xuất chiến Cho nên lựa chọn đẩy tốt C4 Trắng đẩy tiếp tốt E5 Đen cũng đẩy tiếp tốt xuống C3 Trắng có hậu C1 kết hợp với tượng tấn công tốt C3 Nếu đen đẩy tốt B2 tấn công đôi tượng và hậu trắng Thì tượng trắng ăn tốt đen ngay Tốt đen C3 bị ghim không thể ăn lại tượng trắng Bộ ba tốt thông của đen sẽ bị phá hủy Do đó đen có lựa chọn chính xác là tiến tiếp tốt xuống C2 Trắng cũng đẩy tiếp tốt F5 gạ đổi tốt nên không đổi tốt với trắng mà lên hậu c4 bảo vệ cho tốt e6 sau đó có thể tạt cánh qua h4 chiếu trắng liền lên xe f4 tấn công hậu đen đen chạy hậu d3 dọa phi xuống d1 chiếu nếu tốt trắng ăn tốt đen và tấn công xe đen thì đen sẽ không ăn lại tốt trắng mà phi hậu xuống d1 chiếu gạ đổi hậu nước tốt nhất cho đen là lùi xe về cản chiếu khi đó thì hậu đen ăn hậu trắng Xe trắng ăn hậu đen thì này để tốt A3 làm bàn đạp cho tốt tiến xuống B2 tấn công đôi xe và tượng trắng Và thí xe Tốt trắng có xe đen hay đẩy tiếp tốt xuống E7 chiếu Thì cũng không thể nào ngăn được tốt đen tiến xuống B2 Một trong ba quân tốt này sẽ phong được hậu Trắng sẽ toa ngay Do đó ở ván cờ thực tế Trắng lại phải giật xe về F1 phòng thủ hàng ngang số 1 Giờ thì tốt đen mới ăn tốt trắng F5 Và đen hơn trắng hẳn 4 quân tốt Trắng lên tượng B2 Chặn đường tốt đen tiến tiếp xuống Lại giật mình bất thình lình lần nữa Đen thí xe ăn tốt trắng Với nước đi này thì trắng cũng không còn cách nào tốt hơn Đành phải ăn xe đen Và hiện giờ trắng hơn đen hẳn một quân xe Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa Tượng đen ăn lại tốt trắng gạ đối tượng nếu đổi tượng với đen thì trắng chắc chắn không thể cản được ba quân tốt của đen phong cấp. Do đó trắng không dám đổi tượng với đen mà chạy tượng A3. Đen phi tiếp tượng lên D4 chiếm lĩnh trung tâm, giải phóng ô cho mã phát triển. Trắng đi vua H2, sau đó có thể lên tượng H3 kết hợp với xe tấn công tốt đen F5. Đen chạy trước vua lên G7 tránh khỏi cột nửa mở F. Trắng lên xe F3 tấn công hậu đen. Đen chưa vội chạy hậu mà lùi tượng về E5 chiếu. Trắng lại phải chạy vua về H1. Hậu đen D1 chiếu gạ đổi hậu. Nếu hậu trắng ăn hậu đen thì tốt đen ăn lại hậu trắng và hậu đen lại được hồi sinh. Do đó trắng lùi xe về F1 cản chiếu và tấn công lại hậu đen. Ở đây thì đen đổi hậu với trắng cũng được. Nhưng mà có lẽ bọn phần mềm máy tính này chúng nó không thích phương án trao đổi quân. Trừ khi là bắt buộc phải đổi. Cho nên lại lùi hậu về d4. Xe trắng ăn tốt đèn f5 và tiếp tục tấn công tốt đèn h5. Đen đẩy tốt xuống b2, tấn công hậu trắng và thí tốt c2. Hậu trắng ăn tốt c2, tiêu diệt bớt được một quân tốt thông nguy hiểm. Nhưng sự thật là nguy hiểm giờ còn lớn hơn vì đen đã tính toán sẵn để tung ra một tổ hợp các nước đi sát thủ như sau. Hậu đen h4 chiếu, trắng chạy vua g1. Hậu đen e1 chiếu. Xe trắng F1 cản chiếu và tấn công lại hậu đen. Tượng đen D4 chiếu, trắng chạy vua H2, đến đẩy tốt súng B1 biến hình thành siêu xây ra. Hậu trắng ăn hậu đen, này thì siêu xây ra này. Tự nhiên đen mất thêm một quân tốt thông nguy hiểm nữa. Nhưng thật ra đều đã nằm trong tính toán cả. Hậu đen H4 chiếu, trắng chỉ có nước duy nhất là lên tượng H3 cản chiếu. Tượng đen E5 chiếu, nếu vua trắng chạy G2 thì hậu đen g3 rồi h2, chiếu hết. Nếu vua trắng chạy h1 thì hậu đen ăn tượng trắng rồi cũng h2, chiếu hết. Nếu vua trắng chạy g1 thì hậu đen vẫn g3 chiếu, buộc tượng trắng lùi về g2 cản chiếu. Tượng đen lại d4 chiếu, buộc xe trắng f2 cản chiếu. Hậu đen ăn xe trắng chiếu và trắng cũng sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng có lựa chọn chính xác là lên xe F4, thí xe để cản chiếu. Tượng đen ăn xe trắng, chiếu tiếp. Trắng chạy vua G2, duy trì bảo vệ tượng. Hậu đen G3 chiếu, trắng chạy vua F1, hậu đen ăn tượng trắng, chiếu tiếp. Trắng chạy vua E1, hậu đen H1 chiếu, trắng chạy vua F2, hậu đen thịt hậu trắng, trắng chạy vua G2, hậu đen A2 chiếu, trắng chạy vua G1. Đen không thể ăn tượng trắng mà đi tượng E3 chiếu. Trắng chạy vua H1 Đen qua hậu F2 Dọa G1 chiếu hết Trắng vung vẫy trong tuyệt vọng Mà cách lùi tượng về B2 chiếu Đen chạy vua F7 Đến đây thì biết là không thể nào ngăn được hậu đen G1 chiếu hết Cho nên trắng đi một đứa đi cho có là tượng C3 Và cuối cùng hậu đen G1 chiếu hết Quân mã đen ở G8 từ đầu đến cuối Chỉ ngồi chơi sơi nước Tọa sơn quan hổ đấu Thật là thú vị Hào Stockfish như vậy là cá khô Stockfish cầm quân đen đã xuất sắc thí mã, thí song xe và thậm chí không thèm dùng đến quân mã G8 mà vẫn ao trình trước phần mềm Lela Chess Zero. Stockfish tiếp tục cho thấy vị thế phần mềm cờ vua số 1 thế giới không thể lay chuyển. Đây cũng là ván cờ duy nhất trên tổng số 100 ván mà bên cầm quân đen chiến thắng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.